Vâng, xin chào tất cả bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thuận Quang đây. Rất lâu rồi mình mới có thời gian mình quay trở lại để tiếp tục làm cái video để chia sẻ những kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình đến cho tất cả mọi người. Đấy, và đây cũng là cái video đầu tiên mình làm về chủ đề AutoCAD trong cái dịp dịp Tết năm 2019. Vừa rồi cái chuỗi ngày nghỉ khá là dài và mình đã quay trở lại làm việc luôn và cũng chưa có thời gian ra video đều như thời gian trước đó. Thế thì hôm nay mình sẽ quay trở lại mình làm một cái video về một cái lệnh mà mình thấy rất là hay trong quá trình mình làm việc, thấy rất là hữu ích bởi vì nó dùng rất là nhiều và nó hay. Đấy, và cũng có một vài bạn đã hỏi lệnh này là cách sử dụng nó là như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề chính. Thế thì các bạn nhìn lên trên cái màn hình này, đây là cái file AutoCAD mình đã mở, là một bản hồ sơ kỹ thuật, bản hồ sơ kỹ thuật của một cái chung cư. Đây là file bổ chi tiết thôi và thiết kế mặt bằng bố trí nội thất này, bố trí nội thất phòng khách, bếp này, master này, phòng ngủ ông bà này, cái kép xe này, điều hòa, nó khá là đầy đủ. Và cái chung cư này là ở đâu đây ạ? Chung cư này, đây là cái mặt bằng của chung cư Hùng Vương Plaza này, chung cư ở Hà Đông, và nó chính là cái chỗ ở tầng 1, đó là Big C ấy. Tầng 1 hay tầng 2, tầng 3 thì đó là Big C Hà Đông. Đấy, thì nếu các bạn nào mà ở gần cái khu vực này thì có thể alo cho mình qua số điện thoại mình để dưới mô tả video hoặc là qua Facebook của mình, thì nếu bạn nào gần đây có thể ới mình để hẹn hò cà phê. Mình rất là vui khi được gặp tất cả các bạn, những bạn mà ủng hộ mình. Ok, không liên thuyên nữa thì bây giờ mình sẽ quay trở lại chủ đề chính, nó là lệnh stress. Cái lệnh stress của chúng ta thì nó sẽ sử dụng như thế nào, thì mình sẽ đưa ra một cái vài ví dụ với những cái lệnh, với những cái hình hiệu chỉnh cơ bản trước đó, và sau đó cái bước thứ hai mình sẽ chỉ các bạn là sau khi bạn đã hiểu về cái cách sử dụng của nó rồi thì mình sẽ chỉ các bạn cách ứng dụng vào cái bài toán thực tế như thế này. Ví dụ như trong quá trình bạn lên phương án một cái mặt bằng như này thì sẽ ứng dụng nó như thế nào, thì mình sẽ chỉ trong cái bước số 2. Ok ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào ngay bước số 1, đó là cách thực hiện lệnh để hiểu được cái tính năng lệnh này nó như thế nào. Có thể là những bạn mà đang xem video đây thì bạn đã làm rất tốt, rất là hiểu những cái lệnh channel rồi, thì bạn có thể góp ý thêm cho mình là những cái nào mà bạn biết có những kinh nghiệm hay hơn, và trong video mình thiếu thì bạn phải bổ sung góp ý cho mình. Và nếu như bạn nào mà chưa biết đến lệnh này, bạn nào mà mới đang học AutoCAD thôi, thì các bạn có thể là theo dõi từ lần cuối để hy vọng là bạn sẽ hiểu về lệnh hơn và ứng dụng nó vào trong cái việc học tập đồ án và công việc. Ok không ạ? Đầu tiên là mình sẽ vẽ một số đối tượng đơn giản, được chọn những cái đối tượng nó cơ bản ở trong AutoCAD, những đường line này. Trường hợp thứ hai thì mình mong muốn là hai đường line song song, thứ ba là một đường tròn, thứ tư là một đường rectangle, thứ năm là một mình sẽ mua ra ngoài này các bạn để nó không bị vướng nhé. Thứ năm là một hình polygon, hình đa giác năm cạnh nhé. Ở đây mình lấy minh họa ví dụ thôi, những cái trường hợp điển hình nhất. Tiếp theo là một đường cung ARC, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là một đường ellipse. Đây là những cái đường mà mình tai sử dụng đúng không? Hay làm quen đúng không? Đó. Thế thì ở trong cái trường hợp này thì nó là như thế nào? Ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ứng dụng lệnh stress. Đây, xin là lệnh này. Lệnh nhập vào dòng comment là S. Đây là đủ là stress. Và nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu cái vị trí nó nằm ở đâu, bạn có thể vào cái thẻ home. Được chưa? Và cái mục lệnh hiệu chỉnh ở đây, modify, và thấy ngay là lệnh stress. Đây, nó chính là nó ở đây. Bạn thấy không ạ? Stress. Cái gì lệnh này thực hiện như thế nào? Đây là lệnh S, rõ ràng. Ở đây nó hỏi chúng ta là lệnh nó hỏi chúng ta là các bạn hãy lựa chọn được đối tượng để hiệu chỉnh, đúng không ạ? Tại vì đây là một cái lệnh nằm trong cái nhóm hiệu chỉnh mà, thì nó sẽ hỏi là đối tượng cần hiệu chỉnh là đối tượng nào. Thì mình sẽ thực hành với cái đối tượng đầu tiên là một đoạn line như này. Đấy, các bạn có thể là kích chọn đối tượng như này. Nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy là gì? Nó đang di chuyển đối tượng, đúng không ạ? Di chuyển đối tượng. Đối tượng nó không, bản thân nó kích thước không thể thay đổi, nó chỉ là di chuyển thôi. Như vậy thì nó không đúng cái tên của nó là kéo giãn đối tượng. Kéo giãn hoặc là co giãn đối tượng.
co giãn ống dẫn rất là phải là gì ngắn vào hoặc dài ra hoặc là như nào đấy, còn nó vẫn giữ nguyên kích thước như vậy thì nó không phải là co giãn đúng không? Thế thì lệnh này thực hiện nó như này, bạn sẽ quan sát đây, mình sẽ thực hiện một cái tích chuột ở bên ngoài này và chúng ta sẽ kéo để có được một cái vùng chọn đây, một cái vùng chọn là màu xanh. Và để được có một cái vùng chọn màu xanh này thì bạn phải tích chuột từ một điểm ở cái miền ở bên tay phải này và có xu hướng dê cái hướng chuột sang miền phía bên tay 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 trái của chúng ta. Đây. Đấy, tức là từ phải phải dê sang trái được chưa? Này. Tích một điểm ở góc này mà phải kéo trái còn kéo ra phải nữa là gì? Mô hình này thì nó sẽ không được nhé. Đúng của nó phải là hình như này. Khi bạn quét chọn qua cả đối tượng này là bạn đã chọn được rồi đúng không? Bạn gọi là S này. Thì bạn di chuyển một vị trí khác thì nó sao đây? Nó lại giống như lệnh mu đúng không? Lệnh M ấy. Thì cũng không đúng. Thế vậy là quét chọn như nào? Quét chọn qua một phần đối tượng. Nên đừng có quét chọn qua cả ấy. Quét chọn qua cả là nó sẽ đi ấy. Là nó giống như lệnh mu vậy. Các bạn sẽ quét chọn qua một phần đối tượng này. Đấy, bạn ấn lại Shift, bạn kéo, di chuyển. Có thể kết hợp với F8 để nó nằm ngang này, hoặc là cho tự do lên trên như nào đấy. Theo ý mong muốn của bạn. Tích điểm thứ hai. Đó. S dài ra chợ. S kéo kéo thu về phía bản thân nó, thu về cái hướng điểm cố định thì nó sẽ ngắn lại. Còn kéo gì đối diện ngược với cái điểm cố định này thì nó sẽ là dài ra. Đó, lệnh set chưa? Và lệnh này thì theo kinh nghiệm của mình thì nó đúng hơn, cái tên nó đúng hơn là lệnh kéo điểm. Đây, vì sao lại lệnh kéo điểm thì mình thấy là nhận thấy là nó là co giãn thật, nhưng mà mình để ý thấy rằng trong quá trình sử dụng thấy một đối tượng thì nó có các điểm đầu điểm cuối như này đúng không? Và nếu như mình quét qua gọi là quét qua cái một cái điểm đấy thì mình sẽ kéo được điểm đấy đi, điểm nào không bị quét thì điểm đấy sẽ được cố định đúng không ạ? Đây các bạn thấy không ạ, nó cố định. Bây giờ mình quét ông dưới này, ông trên này cố định đúng chưa? Ok đúng rồi đúng không ạ? Ứng dụng với lại hình thứ hai là hai điểm xong thì nó sẽ như thế nào? Bạn thấy là có gì? 1, 2, 3, 4 điểm đúng không ạ? 1 điểm, 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm này. Thế thì khi mình quét qua điểm nào thì điểm đấy sẽ bị di chuyển. Ví dụ như sau, mình quét qua điểm này thì là di chuyển đúng không? Hay là quét qua cả 2 điểm này. Đây, quét qua 2 điểm này. Đó. Nhớ là cái vùng chọn phải là màu xanh nhé thì mới được. Thì 2 điểm đấy di chuyển, 2 điểm kia thì cố định đúng không? Chính xác, vậy đó là lệnh kéo đi. Kéo này, được chưa? Bạn thấy kết hợp thì F8 như nào đó. Đó là hai trường hợp đơn giản rồi. Đối với hình tròn thì sao ạ? Đối với hình tròn thì cái lệnh này là lệnh gì ạ? Vô số điểm đúng không? Vô số điểm như này nó có ứng dụng được không ạ? Đối với những hình mà nó không có điểm đầu, điểm cuối này thì nó sẽ không có tác dụng đó. Hình tròn không tác dụng các bạn nha. Với chữ nhật này như nào? Mình quét qua điểm này thì nó kéo hình thang luôn. Kéo. Kéo. Khi quét qua 2 điểm thì 2 điểm nó sẽ di chuyển vào 2 điểm kia cố định. Quét qua 2 điểm dưới này thì 2 điểm đầu trên kia là sao? Cố định vào 2 điểm dưới di chuyển. Ok. Chắc có thể đến đây thì nhiều bạn đã vỡ ra được cái cách sử dụng của lệnh này rồi đúng không? Tính năng của nó là như nào đúng không? Ok, mình cũng sẽ ứng dụng thêm là hình bên dưới này nhé. Quét qua một điểm này, nhưng nó cũng tương tự thôi. Quét qua 2 điểm thì 2 điểm là sẽ di chuyển. Quét qua nhiều hơn này. Quét qua nhiều này, đúng không? Đó. Hình cung tròn thì sao? Cung tròn thì nó có điểm đầu, điểm cuối thì chắc chắn là nó sẽ gì? Di chuyển rồi. Tức là nó kéo giãn ra, đúng không? Kéo giãn ra. Thì vẫn là một cái cung tròn lớn nhỏ thôi. Đối với hình ellipse thì là một cái giống, nó giống đường tròn đúng không? Không có điểm đầu, điểm cuối thì nó cũng sẽ không bị tác dụng. Không bị tác dụng gì luôn. Nếu mà bạn quét chọn tất qua tất cả thì nó sẽ thành diện lệnh di chuyển, bởi vì nó ôm toàn bộ điểm để di chuyển mà. Đúng không? Ôm toàn bộ điểm thì nó thành lệnh di chuyển mất rồi. Không có điểm nào cố định giữ chân nó cả. Đó là tổng quan qua lệnh stress này. Thì một lưu đặc biệt đó là cái lệnh kéo điểm này nó sẽ không tác dụng với lệnh tròn và lệnh ellipse, những cái đối tượng mà nó vô số điểm. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng sang cái bài toán thực tế, là sang cái bước 2. Thì đây là một cái mặt bằng nội thất này.
Thì ở đây mình sẽ tạm thời bỏ qua layoff đi những cái đồ nội thất này nhé, mình chưa tính đến cái đi mà cái tech này, mình tạm thời mình chưa tính đến. Thế đây là một cái mặt bằng nội thất này, ví dụ trong quá trình mình các bạn mà khảo sát lại cái mặt bằng các bạn để lên cái mặt bằng chung cư này đúng không, các bạn sẽ có một cái bước là lên cái phần tường này trước này. Cái phần tường này ví dụ như bạn lên cả bạn muốn chỉ sửa là cái đoạn này các bạn bây giờ bạn muốn là cho nó nằm ngang song song với đoạn này làm như này. Đây. Thì bạn phải ứng dụng lệnh stretch là gì, kéo qua hai điểm ở đây, cái điểm này bạn muốn giữ nguyên đúng không, chỉ có cái điểm này này, tức là nó làm cho cả cái đoạn này có thể xuống dưới này, thì bạn sẽ quét qua như này, quét quét như mình quen đó, s tích một điểm ở đây và để nó thẳng hàng bạn ấn bấm phím F8 và kết hợp thì bắt điểm ra đây, đẹp chưa, hay là muốn cả đoạn này nó lui vào, được chưa, cả đoạn này ra, các bạn có thể là nhập một kích thước là ra bao nhiêu đấy, các bạn phải nhập là ví dụ ở đây nó đang là ở đây bạn là gì, sao là 1027, nếu bạn muốn cho nó chẵn là chỉ còn 1000 thôi, bạn làm như nào, quét chọn con cái này, tích một điểm, nó lại S này và nhập vào là 27, đó thì nó sẽ lui vào 27 đúng theo cái kích thước của ta, còn lại 1000 đúng không ạ, là muốn nó ra 2000 đúng không, nhập 2000 tiếp với cái phương nó ra ngoài thành 3000, à không 1000 thì phải nhập là 1000 đúng không, nó mới thành 2000. Ok, hoặc là kéo cái này dài ngắn đó. Một cái trường hợp hay nữa là các bạn muốn di chuyển cả cái cửa này thì bạn quét qua gì, khi bạn quét qua cả cái cửa này thì cả cái cửa này nó nằm trong vùng trọn thì cả cửa này sẽ bị di chuyển và hai điểm này di chuyển, hai điểm này di chuyển và cả cái cửa này di chuyển đúng không, đó nó sẽ như kiểu được kết quả như này. Và các bạn chỉ việc test thử thôi nhé, không có gì khó, chỉ sợ chúng ta ngại thực hành. Đấy, còn khi thực hành rồi thì bạn thấy là nó cũng đơn giản thôi đúng không. Đấy, hoặc là bạn muốn quét chọn qua cả cái phần này, bạn cái phòng này đang to đúng không, bạn cho nó nhỏ lại một tí, ok nhỏ lại đến đây ạ, cái này bạn lại muốn đưa nó lên trên thì bạn quét qua những đối tượng nào bạn sẽ nhìn ra được cần phải quét cái như nào đúng không. Đó, như này thì cả cái này nó lên đúng không, còn những cái đường thẳng này thì nó không bị quét qua toàn bộ thì nó sẽ không bị quét qua đầu, nó sẽ giữ nguyên thôi. Hay cái cửa sổ này mình tích từ đây mình kéo cái này đúng không, mình kéo qua đây thì những cái nào được chọn như đấy nó sẽ bị kéo điểm di chuyển đi, như phần này đúng không, bạn muốn kéo qua đây có thấy hay không ạ. Đấy, đây ví dụ các bạn muốn chỉnh sửa là như vậy, cải tạo muốn căn phòng này thành như vậy, chúng ta sẽ có được kết quả rất là hay và rất là nhanh chóng khi bạn biết sử dụng thành thạo cái lệnh này. Ok chưa? Đây, tiếp vào điểm dưới này, bắt vào đây. Chẳng hạn như vậy, được chưa? Qua những cái ví dụ đơn giản của mình vừa rồi hoặc là những cái tình huống mà mình hay áp dụng vào trong bài toán thực tế mình đang áp dụng trong công việc thì hy vọng sẽ giúp các bạn có thể một phần hiểu được cái chức năng của lệnh này, cách sử dụng của nó như nào và ứng dụng một số những kinh nghiệm ứng dụng ra sao mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, thì chúc các bạn sẽ ứng dụng nó thành công ở trong công việc, học tập hay làm đồ án của mình đó. Thì cái file này là một cái file về triển khai nội thất thì mình sưu tầm được của một người bạn thôi, thì nếu như bạn nào muốn tham khảo cái file này thì hãy mở phần mô tả video bên dưới video này, mình sẽ để link và để cho bạn tải về tham khảo và có thể thực hành luôn trong cái file này. Ok không ạ? Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video đến tận phút cuối cùng này. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.